Một ngày đi lễ bình thường trong tuần, nhưng tất cả cánh cửa trong ngôi chùa này đều đóng kín. Thế còn đến bây giờ thì là phải mở cửa cho Phật tử vào lễ. Thì ai đến lễ thì là hỏi thầy có nhà thì bạch thầy, mà không có nhà thì bạch chú tiểu, xong rồi chú tiểu mở cửa ra cho vào lễ trong chùa. Việc làm bất đắc dĩ này cũng là xuất phát từ việc hơn một tháng trước, bức tượng Tam Thế và hai bát hương cổ trong chùa đã bị đánh cắp. Đây là những cổ vật quý giá với niên đại gần 700 năm gắn liền với sự thành lập của chùa. Hôm mùng 6 tháng 7 mưa bão thì là cái trộm nó cũng đột nhập vào trong chùa. Trong cái cao nó trèo lên nóc giải vũ xong nó xuống nó mở cửa nó vào và nó tháo những then cửa ra và nó hành động nó lấy hai pho da. Nhưng mà khi mà đã lấy được một pho da rồi thì còn một pho bị động thì nó thôi. Lo chứ, lo mà buồn mà tức lắm. Tức lắm, tôi thực ra ở trong lòng tôi thì bảo là như thế nào, nó trở đi như thế nào, tôi rất ân hận, phải nói đúng là như thế. Vẫn còn may mắn khi đến chiều ngày 4 tháng 10 vừa qua, công an đã bắt giam được băng trộm và bàn giao lại tượng Phật cho nhà chùa. Tuy nhiên, tượng cũng không còn nguyên vẹn và bát hương cổ thì vẫn chưa được tìm thấy. Thì tôi xem từng chi tiết một thì có một cái vệt nứt dọc đầu, rồi sơn băng rất nhiều. Thì hầu như là chỉ còn lại 80% nguyên vẹn. Rồi vỡ đây. Điều khó tin là bức tượng trên nặng hơn 100 cân và cao gần 1 mét, hoàn toàn không dễ để ăn trộm. Chỉ có thể giải thích là an ninh của chùa quá lỏng lẻo, minh chứng là đến bộ phận bảo vệ của chùa cũng không có, mặc dù đây là di tích cấp quốc gia. Và lần này cũng không phải là lần đầu tiên chùa Pháp Vân bị kẻ trộm viếng thăm. Năm 99 thì có mất một pho thờ bên cạnh nữa là mất hai pho. Thì từ năm đến năm nay là 20 năm thì năm nay chúng ta lại bị mất một pho nữa. Cho nên khi mà đã xảy ra cái việc mất tượng như này thì chùa cũng đã nắp cam rồi. Mất bò mới lo làm chuồng. Camera giám sát được hy vọng là giải pháp tốt nhất lúc này để sửa chữa cho sự chủ quan. Sự yếu kém về hệ thống an ninh có thể giải quyết bằng công nghệ. Nhưng lỗ hổng về con người mới là nguy cơ lớn. Mất những thứ gì, thiếu những thứ gì phải mang về giả đủ cho tôi. Mơ hồ về trách nhiệm bảo vệ cổ vật. Thánh chưa nắm được những cái bản nội quy. Chuyển động 24 giờ ngày mai trên VTV1.